chú anh chị, hôm nay chúng ta làm một đoạn đường ngắn nha. Một đoạn đường ngắn của khu công nghiệp của huyện Châu Thành nha cả nhà. Khu công nghiệp Bình Hòa ha. Và đây là cổng cổng phụ nha cả nhà. Dạ vâng, đây là cổng phụ đi vào khu công nghiệp nha. Cũng trên con đường này mình đi, mình sẽ đến cổng chính của khu công nghiệp. Xuất phát từ cổng phụ của khu công nghiệp Bình Hòa, bây giờ chúng ta đã đến cổng chính rồi nè cả nhà ơi. Dạ vâng, đây là cổng chính nè. Dạ, đây là cổng chính của khu công nghiệp Bình Hòa ha. Dạ vâng. Dạ vâng, đây là cổng chính nha. Và hiện tại thì đây là vào buổi sáng sớm cho nên công nhân đi làm rất là đông nè. Dạ, bây giờ mình xuất phát từ cổng phụ, cổng chính của khu công nghiệp Bình Hòa. Mình sẽ đến cổng sau của khu công nghiệp Bình Hòa nha cả nhà ơi. Vì là Kim cũng muốn làm một đoạn ngắn để cho bà con mình ở nơi xa biết rằng khu công nghiệp của huyện Châu Thành, khu công nghiệp Bình Hòa của huyện Châu Thành rất là rộng, dạ, thu hút rất nhiều công nhân. Vì vậy mà Kim cũng muốn ghi hình cổng phụ nè, cổng chính nè và cổng sau. Đây là con đường mình đi vòng qua cổng sau nha. Đây là bến xe khách của huyện Châu Thành nè. Con đường này chút xíu nữa mình đi ra ngoài ngã ba Lộ Tẻ. Dạ, ngã ba Lộ Tẻ thì Kim sẽ nói tiếp cho mọi người biết nha. Biết rằng rất nhiều bà con mình không xa lạ vì với những con đường này, nhưng với người ở xa đến thì sao ạ? Dạ vâng, đến những bà con ở xa đến thì đương nhiên rất xa lạ và sẽ không biết gì. Vì vậy Ấm Áp Miền Tây cũng muốn ghi lại đôi nét của những cung đường ngắn để cho bà con mình biết nơi đây là có nơi huyện Châu Thành nè, có một khu công nghiệp Bình Hòa rất là rộng lớn, và cổng trước cổng sau để cho bà con mình biết đường để mà vào khu công nghiệp để làm ha. Dạ, bây giờ chúng ta đã đến ngã ba Lộ Tẻ rồi nè cả nhà ơi. Dạ vâng, phía tay trái của Kim thì là mình sẽ đi về Long Xuyên. Dạ, đi về Châu Thành Long Xuyên. Dạ, đây hướng này là mình sẽ đi về Châu Thành Long Xuyên nha cả nhà. Dạ, đây là phía tay trái mình sẽ đi về Châu Thành và đến Long Xuyên, thành phố Long Xuyên luôn ha. Và còn hướng này thì chúng ta sẽ đi vào Tri Tôn nè. Mình đi vào trong Tri Tôn nhưng mà mình cũng đi ngang qua cổng sau của khu công nghiệp Bình Hòa. Vì vậy mà Kim sẽ đưa mọi người đi một đoạn nha, để biết cổng sau của khu công nghiệp Bình Hòa. Dạ, khu công nghiệp rất là rộng vậy đó cả nhà. Hồi nãy cổng trước mình đi vậy đó, mình vòng, bây giờ mình phải vòng qua cổng sau. Dạ, và cũng con đường này mình sẽ đi vào huyện Tri Tôn nha, trong bảy núi rồi đó cả nhà. Dạ vâng.
sau của khu công nghiệp Bình Hòa rồi đó cả nhà. Dạ vâng, đây nè. Ở đây là cổng sau nha. Dạ vâng. À, đây là cổng sau của khu công nghiệp Bình Hòa ha. Hồi nãy thì chúng ta đã đến từ cổng trước, mình xuất phát từ cổng trước, bây giờ đây là cổng sau của khu công nghiệp nha. À, nói về một chút xíu về khu công nghiệp Bình Hòa thì khu công nghiệp rất là rộng nha cả nhà. Dạ, có nhiều công ty sản xuất ở trong đó và thu hút rất nhiều công nhân và cuộc sống cũng ổn định đó cả nhà. Dạ, và đây là cổng sau. Thôi thì Kim cũng làm một lộ trình nho nhỏ, một lộ trình ngắn nho nhỏ để vòng quanh của khu công nghiệp Bình Hòa cho tất cả bà con mình xem và biết. Thì thôi thì chút xíu nữa thì Kim sẽ dừng video của mình ở đây. Bởi vì chút xíu nữa thì công nhân đã đi vào hết rồi, cũng vắng, không có ai cả nhà, cho nên là cũng không có gì để ghi hình cho cả nhà xem đâu. Thì mình lại tiếp tục cuộc hành trình của mình đi vào Tri Tôn ha cả nhà ha. Đây là cổng sau nha. Xuất sắc nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.